Nhiêu vậy? Mình cứ bắt thôi. Bắt nhiêu tạt nhiều muối vào. Hôm nay ngày 12 tháng 1 2021, giá bắt tại kinh xe là 24, mẫu 35 con 1 kg. Ừ, đúng rồi. Mà thức ăn cà rêu nuôi 8 tấn mồi mà hiện tại bây giờ là cân 5 tấn rồi mà còn nửa dèo. Là có khoảng 5 tấn nữa là 10 tấn. 10 tấn, 8 tấn mồi được 10 tấn cá. 10 tấn cá. Thì nói chung là lợi nhuận chắc được khoảng chừng 50 triệu. 10 tấn 50 triệu rồi, hơi non đấy. Cỡ đó thôi, còn chi phí công đoàn với lại tiền cò nữa. Tiền cò người ta dẫn tới mua hầm của mình. Tiền cà phê đó. Phải có chứ không có mình bán cá được. Đấy,
dồn là cuối, dồn cuối. Dữ lắm á, nó không dưới 10 tấn đâu. Cái cuối nó chậm nó nhiều lắm, nó đặc á. Nó đầy quá đầy rồi. Nói vậy chứ cái này cũng phải có 4 tấn à.